Ở phiên bản mới này thì playlist mỗi cuối tuần sẽ giới thiệu cho các bạn đến những ca khúc đầy ngọt ngào với những ca từ thiệt là lãng mạn, cũng như là giúp cho các bạn thư giãn sau một tuần làm việc thì là mệt mỏi, và cũng như là đón chào một ngày mới cuối tuần thiệt là đầy hứng khởi. Mình là ST đến từ nhóm 365 và người dẫn chương trình cùng mình là Lưu Lê đến từ nhóm S5. À, các bạn cũng thấy là anh ST có vẻ hơi căng thẳng, nhưng mà phải ngồi cạnh kia có căng thẳng rồi. Đúng rồi. Thả lỏng đi ạ. Và như rất là vui khi là lại được gặp mặt khán giả của MTV Thích Mê lần này. Là cuối tuần rồi, và không biết tuần vừa rồi các bạn như thế nào, có bận rộn không, học hành thế nào, học có tốt hay không. Còn công việc của Gil với anh ST thì như nhau, cho nên chúng ta bận rộn như nhau, chúng ta sẽ thông cảm cho nhau và chúng ta sẽ cùng thư giãn với nhau. Và sau đây là những bài hát rất dễ thương và rất là thư giãn dành cho cuối tuần. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay là sẽ cho anh ST chọn, và những bài hát sẽ rất thư giãn và thoải mái, tại vì gu âm nhạc của anh ST hơi bị chuẩn luôn. Cảm ơn em rất nhiều vì em đã khen anh. Thì sẵn đây này thì anh sẽ giới thiệu cho các bạn và em một ca khúc nữa cũng không kém gì ca khúc mở màn của chúng ta, đó là ca khúc You The One của Rihanna. Thưởng thức ca khúc You The One trích từ album Talk That Talk, một bản tình ca đầy quyến rũ với giọng ca đầy nội lực và tâm trạng của cô nàng tắc kè hoa làm việc không ngừng nghỉ Rihanna. Chính vì cũng thấy là sau scandal bị bạo hành thì Rihanna đã trở về với một tần suất làm việc có thể gọi là khủng. Bởi vì như anh ST vừa nói, sau album Talk That Talk chưa kịp hết nóng nữa thì Rihanna đã tung ra lao, và sau đó là thành công vang dội về mặt doanh thu của những bài hát như S&M này, Only Girl, What's My Name, What Is My Name, Where Have You Been, bla bla bla. Có thể nói là tần suất làm việc rất là khủng. Và cuối tháng 9 vừa qua, single Diamonds đã mở đường cho album mới của cô, và các bạn hãy chờ đón ca khúc này trên MTV Thích Mê nha. Với Gil thì Gil rất là khâm phục tinh thần làm việc của Rihanna nói riêng, và những nghệ sĩ là hết mình hết tâm cho công việc nói chung. Và quay trở về với chương trình thì bây giờ là hai ca khúc mà do chính các bạn đó yêu cầu rất nhiều trên Facebook của MTV Thích Mê. Đó là Just của Missy và As Long As You Love Me của Justin Bieber hát cùng Vision. Hôm nay ST chọn những chủ đề về tình yêu, thì những ca khúc tình yêu của bạn nghe thì rất là lãng mạn rồi, và bây giờ chúng ta hãy quan tâm một tí xíu về tình yêu của một trong những DJ của chúng ta ngày hôm nay nhé. Đó là Gil Lê. Nghi lắm là anh ST dành để được chọn chủ đề, xong rồi thì ra là cũng có một buổi tư vấn tâm lý tình cảm ở đây. Thì anh muốn nghe hỏi em gì nè? Anh nghĩ là các bạn khán giả rất là quan tâm về tình yêu của em, thì em hãy bật mí nhỏ về những cái quá khứ tội lỗi của em thử xem nào. Ok, vì khán giả của em chỉ vì thích mê và vì câu hỏi của anh ST, cho nên hôm nay em sẽ trải lòng của mình ra, và sự thật đó là em đã yêu rất là nhiều. Em yêu gia đình em nè, em yêu như công việc của em nè, em yêu động vật nè, như vậy đủ cho anh. Và đơn về nãy thì giỡn thôi, thật ra thì tính tới bây giờ thì thực sự cũng có những cái tình cảm mà người ta gọi chung chung là tình cảm gà bông với tình cảm tuổi tiên. Thì đó là một sự khi mà mình để ý người khác để ý mình thì họ... Anh để cho em tập trung mình nói, đừng có làm gì em ngại. Khán giả đang chờ phải thể hiện được sự quan tâm và chia sẻ một cách thật lòng của mình, và không cần phải cầu kỳ quá đâu. Em nghĩ tình cảm như vậy là đủ rồi. Sau khi bị anh ST tra hỏi về vấn đề tình yêu thì cũng đã đến lúc như phải phản pháo lại, đúng không? Tình yêu của anh như thế nào? Tình yêu của anh là những mối tình thiệt là nghiệt ngã và ngang trái không à em ơi. Cho nên là anh cũng không biết phải nói về tình yêu của anh như thế nào, nhưng mà anh chỉ có thể đưa ra những lời khuyên và những chuyện nên làm, những cái không nên làm. Các bạn đang chuẩn bị check note vô nha. Bây giờ những cái nên làm là các bạn hãy đầu tiên phải chung thủy nè. Chung thủy thì mọi chuyện nó mới được, bạn không thể nào mà bắt cá hai tay được. Nếu mà bạn hết yêu người ta rồi thì bạn nên chia tay người ta liền để bạn có thể bắt đầu một tình yêu mới. Kinh nghiệm đây. Thứ hai, bạn nên tin tưởng vào tình yêu của mình. Và khi mà bạn không tin tưởng vào tình yêu của mình thì bạn sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi. Khi mà bạn ghen tu bớ bẩn hoặc là này kia thì cảm giác lúc đó bạn sẽ không làm bất cứ một cái gì hết. Đúng. Đó.
Còn những chuyện không nên làm thì anh nghĩ là ngược lại với những cái nên làm. Này là chú tránh câu hỏi một cách rất là thông minh. Và Dư nghĩ thì khi mà yêu một người nào đó, thích một người nào đó thì cái cách mà mình bày tỏ cho người đó cũng rất là quan trọng. Thì một trong những cách đó, một cách dễ thương đó là chọn những bài hát về tình yêu, những cái lời mà bài hát muốn nói, muốn lời bài hát nói ra giùm mình. Thì nếu mà các bạn có thắc mắc hay là có cần tư vấn thì hãy kiếm mình ST, tại vì những bài hát sau đây là do anh ấy chọn. Sao mà anh ST dành chọn bài rồi để hẳn nguyên một bài Oh My Love của 365 vào mà? Tại vì anh thấy cái là nhắn gửi trong cái bài hát đó rất là đơn giản nhưng mà rất là dễ hiểu, là Oh My Love, Oh My Love, Oh My Love, Love, Love thì nó quá là đơn giản và dễ hiểu đúng không? Em cũng nhận. Đúng rồi. Các bạn ơi, các bạn đừng quên gửi thư yêu cầu cũng như là ý kiến đóng góp và chia sẻ cảm xúc của mình theo ba cách về cho MTV Thích Mê nhé. Đó là cách 1 là SMS, cách 2 là Facebook và cách 3 là gì nhỉ? Đã Facebook thì chúng ta sẽ qua thẳng email. Và khi mà các bạn đã đăng nhập vào Facebook của MTV Thích Mê rồi thì đừng quên tìm hiểu và tham gia chương trình có một cuộc thi là tìm hiểu về Michael Jackson và album Bad, và phần quà thì sẽ rất là giá trị đó. Và MTV Thích Mê tuần sau thì sẽ có rất nhiều điều mới và bất ngờ hơn nữa. Và bây giờ thì Gil Lê và ST xin chào, bye bye.